Xin chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ học ba từ. Từ thứ nhất, gomenasai. Thứ hai, sumimasen. Từ thứ ba là tasukarimasu. Bây giờ mình sẽ phân biệt ngay sự khác nhau giữa gomenasai và sumimasen. Thực ra nó giống nhau, đều có nghĩa là xin lỗi. Khi nào thì xin lỗi? Khi mình làm sai một chuyện gì đó thì mình xin lỗi thôi, đúng không? Xin lỗi đúng không? Con xin lỗi mẹ. Em xin lỗi anh Tuấn ạ. Sumimasen hay gomenasai. Xin lỗi chị Thanh. Đại chủ đích. Thì dùng gomenasai được. Thanh xin lỗi gomenasai. Thanh xin lỗi sumimasen. Ok. Là giống nhau cả nhá. Tuy nhiên khác nhau như thế nào? Đó là trong sumimasen còn có hai ý nghĩa khác nữa, đúng không? Tiếp. Ý nghĩa thứ nhất, đó là dùng để gọi ai đó. Ví dụ chúng ta vào quán ăn và chúng ta gọi, đúng không? Anh ơi, chị ơi, cho em cái này, đúng không? Cho em cái kia, đúng không? Nhá. Bây giờ chúng mình tạo tình huống để cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. Ok, hay. Okay. Giả vụ mình đang đi vào quán, đúng không? Hay. Sumimasen, biru 2 つお願いします. Hay. Biru desu ne. Biru o 2 つで. Hay. Biru o 2 つ. Arigatou gozaimashita. Ok, mọi người hiểu về văn cảnh rồi nhá. Khi mà mình gọi đúng không? Hay, chị ơi, anh ơi đúng không? Hay, và nghĩa số 3. Nghĩa thứ 3, trong một tình huống đơn giản như thế này, đó là khi chúng ta ngồi ăn cơm, quây quần bên ngồi cơm cùng với nhiều người, và người ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho chúng ta. Gắp luôn đúng không? Ăn đi. Hay. Domo sumimasen. Trong trường hợp này nó mang ý nghĩa là cảm ơn nhá. Domo sumimasen. Nghĩa là cảm ơn. Cảm ơn anh đã gắp thức ăn cho tôi. Thế thôi, trong ba tình huống như vậy. Một từ rất đơn giản đúng không mọi người? Nè. Rồi, từ cuối cùng đó, từ thứ ba đó là từ gì nhỉ? Tasukarimasu. Tasukarimasu. Hay. Tasukarimasu. Trong sách nó ghi là cứu giúp, được cứu giúp, đúng không? Nó tự động từ đúng không thầy? Tasukarimasu. Đó, tasukarimasu. Ví dụ chúng ta đặt câu là gì nhỉ? Máy bay bị rơi nhưng ba người được cứu giúp thì nói hay là hikoki ga ochita ga san nin ga tasukarimashita. Tasukarimashita. Tuy nhiên, từ này có một nghĩa khác nữa, đó là mày thế, mày quá. Các bạn nhớ nhé, mày thế, mày quá. Thật là may mắn thế, đúng không? Chúng ta cùng nhau đi vào những tình huống cụ thể sau đây. Hay. Hay, tình huống thứ nhất. Ví dụ nhá. Ôi dồi ôi, may quá, hôm qua anh đến giúp em. Đúng không? Kino, techigatte kurete, hontou ni tasukarimashita. Hay, ok, nè. Hay, và hay ví dụ số 2 nhá. Ví dụ là gì đây? Ví dụ mình là người Nhật sang Việt Nam, giá rẻ quá, đúng không? Vật giá Việt Nam rẻ quá, mày thật đấy. Việt Nam では物価が安くて本当に助かります。ね。ví dụ như sau nhé. Nè nè, 掃除しましょうか。掃除してくれるの？助かります。Hay. Tức là anh ơi anh, em dọn nhà cho anh nhá. Ô thế à? Mày thế. Dịch là may thế rất là hợp lý trong văn cảnh này đúng không? Okay. Ngoài ra, ví dụ chúng ta mở câu như thế này. May quá, anh cho em vay tiền. Ok, お金貸してくれて本当に助かりました. Ok ですね. Ok, mọi người hiểu chưa nhỉ? Đúng không? Không có gì là khó. Đem lo dụng thật là nhiều nhá. Bye bye. Bye mọi người.